Xin chào anh chị nhé, chào anh em. Chúng ta sẽ trở lại với chứng khoán phái sinh. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta có một nhịp mà thị trường đi đi sideways đúng không? Đi sideways và kéo cuối phiên, kéo lại cuối phiên sau khi test LVS phái sinh ở vùng 58, kéo lại cuối phiên sau khi test VN-Index vùng gần gap vùng đúng không? Đây cũng chính là vùng vùng SLR vùng 1283 cộng trừ đúng không? Và chúng ta cũng thấy là gì? Thị trường ngày hôm nay tiếp tục là có những cái nhịp mà kéo trụ để cho dòng banh điều chỉnh đúng không mọi người? Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là kéo Vinhome, kéo Vietjet đúng không? Và đâu đó chúng ta có thể là gì? Masan tiếp tục kéo. Đó đó là những mã trụ mọi người nhá, những mã trụ để kéo kéo phái sinh. Như vậy là chúng ta có thể thấy là gì? Nhà cái họ cầm long phái sinh rất rõ ràng rồi. Câu chuyện nhà cái họ cầm long với câu chuyện là đáo hạn phái sinh nó cho về mốc giá bao nhiêu thôi, thì mình đang kỳ vọng vẫn là cái câu chuyện 1.308x đến 1.400x đúng không? Rất có thể tuần đó phái sinh này index sẽ làm cái nhịp mà tăng điểm cho chặng tuần đi lên trên vùng gần gap đúng không? Có thể sau đó phái sinh lên trên vùng gap sau đó mới bị bán lại. Còn lại thì cái góc nhìn của chúng ta thì vẫn là gì? Kéo đáo hạn phái sinh và có thể là vượt lên vượt đỉnh lên 1.310, 1.320x, 3x đúng không? Tuy nhiên là tất cả những nhịp mà chúng ta long phái sinh, long cao chúng ta cũng quản trị vốn từng phần nhé. Ngày hôm nay chúng ta có những điểm đánh như sau này. Ngày hôm nay thì cũng đơn giản thôi, chúng ta có một cái nhịp mà đi sideways ở trong phiên sáng. Thì cái nhịp đi sideways phiên sáng này có view mọi người đấy, chúng ta vẫn có thể thấy là phái sinh nó đỡ giá ở vùng giá 60 63 64 đúng không ạ? 64 xong sau đó thì nó tạo ra biên hẹp thì cũng báo với mọi người rồi, chúng ta đi chơi ở biên hẹp này thôi. Có được khoảng tầm 2 đến 3 điểm ở trong biên này. Thì tất cả những nhịp mà bán sáng nó về cái vùng 463 65 báo mọi người long, nhưng mọi người chốt lời ở vùng 67 68 cho mình. Sau đó xong phiên chiều thì mình view có một nhịp test về vùng đỉnh cũ. Đó chính là vùng chạc D, mọi người có thể thấy là gì? Chạc D đúng không ạ? Có thấy chạc D này test về vùng vùng gap, đó chính là vùng 58.x, chính là đỉnh cũ có báo mọi người rồi. Thì đối với cấu trúc của chart đây hiện tại chỉ có là up lên thôi đúng không? Thì sau khi nó test về 58 mọi người phải chốt lời các lệnh bán nhá. Mọi người nhá. Đây này, chúng ta có một nhịp phối nhỏ ở đây này. Đây là một nhịp tái phân phối nhỏ đúng không nào? Thì cái nhịp này chúng ta chỉ đánh về vùng đỉnh cũ thôi mọi người ơi. Đỉnh cũ 58.x có báo mọi người rồi. Chúng ta sẽ đánh long khi mà nó chạm về đây. Đó thì quay trở lại với cái nhận định ở trong zoom scalping này mọi người này. Anh em có thể thấy là chúng ta có view một lệnh short đúng không? Lệnh short về vùng vùng giá 5x. Nhưng mà có báo mọi người rồi, chúng ta sẽ chốt lời các lệnh short ở vùng giá 58. Tại vì sao? Tại vì D là có vùng hỗ trợ ở vùng giá 58 đỉnh cũ. Mọi người phải chốt lời đây. Và mọi người sẽ đánh long khi mà có vol long vào. Đó, và chúng ta sẽ đánh long khi ở vùng giá 59 5960x SL58 khi mà nó về 58.x này nó bật lên này thì là cái thời điểm 2 giờ 04 đúng không nào? 2 giờ 04 chúng ta đánh đánh long ở đây. Đây mọi người này, 2 giờ 04 giá nó đang ở vùng 60 đúng không? Có báo mọi người rồi, mọi người long 60, long 58 59 60. Mọi người đánh lên. Thì đấy là cái câu chuyện chúng ta long cuối phiên. Đó thì sọt về vùng này, chốt lời sau đó là long lại. Đúng không? Thì xét về tổng thể chúng ta thấy là một cái nhịp mà phối nhỏ ở đây đi xuống đúng không? Đi xuống thì lấp cái vùng đỉnh cũ rồi thôi. Và xét một cái chart tổng thể thì rõ ràng chúng ta có một bài tích lũy nằm đây. Thì câu chuyện là khi nó test về vùng LPS là những vùng đỉnh cũ là những cái nhịp mà chúng ta có thể tham mình tiếp tục đánh long, và nhất là khi mà về đây. Anh em có thấy là khi mà về đây đúng không? Kiệt cung có chốc tăng này. Đúng không? Cấu trúc giảm này. Chốc lên này. Test gì đây? Test về Fibonacci đi lên, Fibonacci đi lên. Đó thì tất cả những nhịp đánh về Fibonacci nó thấy là gì? Tiếp tục là follow đỉnh cũ, trùng Fibo đánh lên. Và nhất nhất là khi mà giá vượt lên, tạo gap là phải về lớp gap nhé. Giá vượt lên với dòng tiền vào. Sau đó thì điều chỉnh với volume giảm dần, sau đó thì tiếp tục đẩy giá đi lên. Thì rõ ràng câu chuyện của chúng ta là gì? Đánh long ở cuối phiên. Và đánh long cuối phiên chúng ta quản trị vốn một phần ở vùng giá 63. Sau đó test lại cho nó nhồi lo và target tiếp theo tất nhiên rồi lên quét thanh khoản hết độ lại và tất nhiên rồi cầm long cho đáo hạn. Đó, những cái nhịp mà nó mở gap này anh em này, 68 69 đúng không, và tất nhiên rồi vượt lên test 7x cho những phiên cho ngày thứ hai sắp tới nhá. Xu hướng vẫn là đang là xuống tăng và ưu tiên đánh long phái sinh. Chúng ta có một cái nhịp mà ngày hôm nay tham minh khá chuẩn rồi, đánh sọt về 58 sau đó đánh long lên nhá. Về cái tín hiệu trend chúng ta vẫn follow các lệnh mà long ở vùng giá 33 cho em. 33 chúng ta đánh long trend đây này. Thì cái nhịp long trend này chúng ta vẫn đánh lên trên vùng 138x đến 1.400
nhé, 1400 QX. Và chúng ta sẽ tiếp tục long ở hai vùng long chen, đó chính là vùng 5254 và gần nhất thì vẫn là cái vùng giá 60-62 đúng không? 60-63 gì đó quanh vùng này. SL khoảng 3-4 điểm. Target một phần, ai mà thích chốt ngắn thì một phần vẫn là target ở vùng giá 74. Lên trên đây tạo ra mồi biên độ thu hẹp đúng không? Đánh lên. Mục tiêu thì vẫn là lên trên vượt đỉnh đúng không? Thì có SOS thì đi lên, có thể là kéo thêm 1400, có thể 1400XX đúng không? Thì chúng ta sẽ tỉa lãi dần khi nó lên trên vùng 138X, 1400X nhá. Tất nhiên là nếu như ở trong phiên sáng ngày thứ hai mà nó không vượt được qua ATO, không vượt được qua vùng này, thì cái vùng giá 72, 74 vẫn là một cái nhịp mà nó sẽ tạo ra biên độ thu hẹp, thì chúng ta có thể là short chỉnh 1-2 vòng thôi và tích điểm short chỉnh chỉ ăn ngắn thôi. Và sau khi mà nó test lại về những vùng 60-63, mọi người có thể là timing tiếp tục đánh long lên cho em nhé. Đó, còn nếu như cái câu chuyện mà chúng ta thấy là vượt luôn cả thằng 7X thì test lại vùng 73 chúng ta sẽ long lên, và mục tiêu là 8X đến 1400X nhé. Đó, thì về câu chuyện của D thì D phái sinh thì chúng ta thấy là chặt ngày lấp gáp xong đúng không? Chặt ngày lấp xong gáp nó có một cây demand vào cây đánh inbound đi lên, thì rõ ràng xu hướng vẫn là xu hướng up lên rồi đúng không? D H4 nhá. Đó, chặt ngày thì cũng vậy thôi, mọi người thấy là lấp gáp đi lên. Đó thì chúng ta thấy là chặt ngày khả năng cao là chúng ta có tiếp tục một cái tín hiệu phá vỡ phân kỳ nhá, không phải là phân kỳ đâu mà là sắp tới là phá lên vỡ phân kỳ, vượt thằng lên trên 70 là xu hướng tăng, có thể đẩy thêm một vài cây nữa. Đó thì chặt D thì mọi người chú ý là chúng ta có thể thấy là những cái vùng giá ở trên này, những vùng OB, những vùng cản mạnh vùng 138-990 đến những cái vùng OB vùng 08 đến vùng 1420, chính là những vùng chúng ta lên chia von ra để chốt lời từng phần nhé. H4 đang xu hướng tăng đúng không? H4 xu hướng tăng đỡ ở vùng giá 55 đến 58 trên SMA 20. H1 này ngày mai lấp gáp đúng không? Có một cái engulfing thì mọi người chú ý con H1 thì chúng ta có 4 đứt engulfing cả vùng này đúng không? Là vùng mà sắp tới là test lại cho nó long. SL tất nhiên để thủng cái engulfing này rồi, đi lên thôi, đó, ưu tiên canh chỉnh long lên nhé. M15 cũng vậy đúng không? Chúng ta thấy là M15 thì chúng ta không long đuổi khi mà lên trên vùng 68-70. Vậy nếu như thứ hai không vượt được vùng này, nó sẽ đi lên trên 68 lừng khừng đây, xong lại quay trở lại test lại cái vùng này đúng không? Vùng 63-64 đấy đúng không? Sau đó chúng ta đánh lên. Đó, tất nhiên SL vẫn để thủng 58 rồi. Đấy là những nhịp mà long ngắn thì chúng ta vẫn có những chiến lược long chen hold nhé. Hold vị thế long ở 33. Target lên 8X, 1400X. Vị thế cover long mới có vùng 5254 SL51 và vùng 60-62 SL58 nhé. Ai short chỉnh ngắn thì chúng ta chỉ chơi một hai nhịp ngắn ở đây thôi. 74 và vẫn 274 vẫn ưu tiên là vượt lên. Đó, vượt lên test lại thì chúng ta long lên tiếp. Đó, và quan sát dòng tiền nhé, dòng tiền trong V30. Quan sát dòng banh, cứ banh kéo xanh là chúng ta sẽ tiếp tục tham mình đánh bài thôi. Ngày hôm nay banh chỉnh đỏ nhưng cái câu chuyện của chúng ta là trụ kéo. Đó, hôm nay có Vietjet, có Vinhome và có cả Masan. Như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi cái kịch bản cho ngày thứ hai sắp tới nhá. Chúng ta sẽ tham minh update khi mà thị trường mở ATO.